Con Phật tử giác đạo xin phát nguyện niệm trì 100 danh hiệu hồng danh chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật quyển thứ 10 Từ thứ tự 8.200 vị Phật đến thứ tự 8.300 vị Phật Con chí tâm đảnh lễ Nam mô bất không công đức Phật Nam mô sơ viễn ly bất trượt thế Phật Nam mô hư không hạnh Phật Nam mô vô ngại xưng Phật Nam mô bất khả tư nghị khởi tam muội xưng Phật Nam mô thinh sơn Phật Nam mô chư thiên phạm vương kê đâu Phật Nam Mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật Nam Mô Hộ Cấu Vương Phật Nam Mô Chiếu Công Đức Phật Nam Mô Tự Tại Nhãn Phật Nam Mô Trí Tịch Thành Tụ Tánh Phật Nam Mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tụ Phật Nam Mô Thuyết Quyết Định Nghĩa Phật Nam Mô Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu Sưng Phật Nam Mô Nhị Bảo Pháp Đăng Phật Nam Mô Đại Diện Tạng Phật Nam Mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm Phật Nam Mô Tự Sư Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật Nam Mô Pháp Nguyệt Phật Nam Mô Quảng Cứu Phật Nam mô Phục Chư Căng Thanh Tịnh Nhãn Phật Nam mô Thiện Hương Tùy Hương Ba Đầu Ma Phật Nam mô Thường Kính Phật Nam mô Giới Công Đức Phật Nam mô Tùy Thuận Sưng Phật Nam mô Pháp Tự Tại Phật Nam mô Như Ý Trang Nghiêm Phật Nam mô Kim Tạng Phật Nam mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật Nam mô Nhất Thiết Đức Luân Quang Phật Nam mô Trắc Tham Phật Nam mô Pháp Hống Trí Minh Phật Nam mô Cam Lồ Quang Phật Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật, Nam mô Thắng Phước Điền Phật, Nam mô Thiện Quyết Định Phật, Nam mô Pháp Trang Nghiêm Phật. Xá lợi Phất hướng Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên Phật, ông hãy nhất tâm quy mạng. Xá lợi Phất, các ông hãy chí tâm quy mạng Phật phương Bắc. Nam Mô Thắng Tạng Phật Nam Mô Tự Tại Tạng Phật Nam Mô Hàng Phục Chư Ma Giọng Mảnh Phật Nam Mô Vô Biên Hoa Long Nhất Câu Tô Ma Vương Phật Nam Mô Định Chư Ma Phật Nam Mô Pháp Tượng Phật Nam Mô Công Đức Thắng Phật Nam Mô Sơn Phong Quang Phật Nam Mô Pháp Vương Phật Nam Mô Phổ Cung kính Đăng Phật Nam Mô Địa Thắng Phật Nam mô thành tụ như lai tịch Phật Nam mô nhất thiết bảo thành tụ tịch Phật Nam mô đà la ni văn cú quyết định nghĩa Phật Nam mô nhẫn tự tại vương Phật Nam mô thành tụ nhất thiết xưng Phật Nam mô tam thế trí chuyển tự tại Phật Nam mô thắng quy y công đức thiện trụ Phật Nam mô chủng chủng mani quang Phật Nam mô thắng công đức Phật Nam mô nhất thiết bảo thành tụ tịch Phật Nam mô Phật công đức thắng Phật Nam mô vô dư chứng Phật Nam mô đắc Phật nhãn Phật Nam mô tùy quá khứ Phật Phật Nam mô đại từ thành tụ bi thắng Phật Nam mô trụ trì sư tử trí Phật Nam mô đại trí trang nghiêm thân Phật Nam mô vô chúng sanh trụ thật tế vương Phật Nam mô tự gia pháp bất đắc thành tựu Phật Nam mô trí xưng Phật Nam mô Phật pháp thủ Phật Nam mô nhất thiết chúng sanh đức Phật Nam mô quá nhất thiết pháp văn Phật Nam mô tự tại nhân đà la Phật Nam mô mãn túc ý Phật Nam mô đại lưu ly Phật Nam mô Bồ Đề Quang Minh Phật, Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang Minh Phật, Nam mô Chân Đàn Bất Không Vương Phật, Nam mô Bất Nhiễm Ba Đầu Ma Tràng Phật, Nam mô Pháp Tài Thinh Vương Phật, Nam mô Thích Pháp Thiện Tri Xưng Phật, Nam mô Trí Mang Kiếp Phật, Nam mô Phật Nhãn Thanh Tịnh Phân Đà Lợi Phật, Nam mô Trí Tự Tại Xưng Phật, Nam mô Đoạn Vô Biên Nghi Phật. Nam mô chúng sanh phương tiện tự tại vương Phật Nam mô vô biên giác phân tấn vô ngại tư duy Phật Nam mô pháp hạnh địa hành thiện trụ Phật Nam mô phổ chúng sanh giới quảng Phật Nam mô hàng phục chư ma lực kiên ý Phật Nam mô thiên vương tự tại bảo hiệp vương Phật Nam mô như thật tu hành tạng Phật nam mô đại tấn giác tấn phật nam mô năng sanh nhất thiết hoan hỷ nguyệt kiến phật nam mô chủng chủng mani Thinh vương hống phật nam mô vô quán vương phật nam mô bất thối liễu dõng mảnh phật nam mô phật quốc độ trang nghiêm thân phật nam mô trí căn bổn hoa tràng phật nam mô hóa thân vô ngại xưng phật nam mô nhất thiết long mani tạng phật đem nhân duyên công đức lễ phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy Pháp thân chư Phật tốt theo hình Lưỡi hình mỏng Nay con và chúng sanh nguyện đều thành tựu Nam mô phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Trên đây 8.300 vị Phật Vừa rồi là thời khóa con niệm hồng danh 100 danh hiệu chư Phật trong bộ kinh vạn Phật con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học, những công đức cúng dường chùa tháp, ấn tống, in kinh, tạo tượng và làm những điều phước thiện lập công bồi đức. Con xin hồi hướng tất cả những công đức này, trang nghiêm, phước báu, cầu siêu cho tất cả ba mẹ, chị em, ông bà cửu huyền thất tổ quá vãng chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên, họ mai và họ đổ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia cháy chủ, oan gia nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp cũng được thác sanh về cõi Tây phương cực lạc. Nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Và con cũng nguyện đem tất cả những công đức tu học này hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và các hàng con cháu, gia đình hưng thịnh, đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện, sở cầu như ý dồi dào sức khỏe. Con xin tạ ơn hội đồng thánh thần, tiên phật tác đại chứng minh. Nam mô huyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng vô lượng đại từ tôn. Nam mô vạn bang ngũ hành thánh mẫu nương nương tam tòa thánh mẫu tác đại chứng minh cho con con xin bày tỏ lòng biết ơn tạ ơn đất trời linh thiên Phật pháp soi sáng